Bà con, đây là diện tích tép bón phân con lười của chị Úc Vô, ấp 1, xã Long Thuận, Thủ Thừa, Long An. Chị đã bón đón đồng, lúa này đã được 52 ngày tuổi. Thì cây lúa này lá đứng thẳng, dày, không sâu bệnh. Còn bên đây là cũng diện tích hép 4625 bón phân hóa học, cũng xả cùng ngày cặp bờ ranh, thì cái lá lúa thì nó bị te lá do bị bệnh vi khuẩn nhiều, khô đầu lá rất nhiều, thì lá dài hơn, mỏng, lá mỏng hơn so với bón phân con lười.